luôn mang bao ước mơ trong tim mình. Chẳng phải ta luôn ấp ôm hoài bão của riêng mình. Có lúc bỗng muốn buông xuôi hết nơi, ngoảnh mặt quay lưng với niềm đam mê. Chẳng ngờ ta đã vứt đi cuộc sống của mình. Rồi đôi chân vẫn cứ bước, bước theo nhịp đập đam mê, vẫn luôn được cháy nơi con tim này dù cho người đời khen chê. Dù đã nhiều lúc thắm mỏi mệt, bùa vây bao tố chen vây. Ngân, cuộc gọi ngày hôm qua là như thế nào? Em đã quyết định hủy hôn. Mong anh tôn trọng quyết định của em. Anh cấm em nói hai cái từ hủy hôn đó. Chuyện này không phải do em quyết định. Em thử nghĩ xem, nếu mà em hủy hôn với anh thì tương lai của thằng út nhà em nó sẽ như thế nào? Đó là chuyện của gia đình em, em sẽ tự cách giải quyết. Anh cảnh cáo em một lần nữa, nếu còn lặp lại chuyện này thì đừng có trách anh. Em không tiếp tục được như vậy nữa, dù có thế nào em cũng sẽ hủy hôn. Nếu bây giờ em bước ra khỏi đây thì đừng bao giờ quay lại đây nữa. Và chuyện đi du học của thằng em trai em chấm dứt. Chị có sao không? Tôi không sao. Chuyện của tôi để tôi giải quyết. Giải quyết? Giải quyết bằng cách chịu đựng đó hả? Sao không biết tự thương mình chứ? Chịu đựng thì sao? Thương bản thân mình đi thì sao? Anh hài lòng chưa? Tại sao những lúc anh cứ xuất hiện trước mặt tôi hoài vậy? Anh mặc kệ tôi đi được không hả? Tại sao cứ biến tôi thành kẻ tội nghiệp trước mặt anh vậy? Tôi đã quá mệt mỏi rồi. Sao tôi mặc kệ được? Rồi sau đó mọi thứ sẽ ổn thôi mà. Hai người đang làm cái gì vậy? Tại sao anh dám ôm cô gái khác trước mặt người yêu của anh hả? Người yêu? Em có hiểu em đang nói gì không Vi?
Giờ sắp cưới quá ra ngoài kia. Làm sao? Chị ta đang hôn bạn trai của em ngoại đó. Không sao cả. Mà anh nhắc cho em nhớ, em sẽ là người kế vị cái tập đoàn lớn mạnh này. Em không thể nào để một thằng đào mỏ như nó lợi dụng em được. Anh đã quyết chọn em. Thì dù em có vắng mặt, anh vẫn sẽ đưa ba mẹ anh qua nhà em làm lễ. Em và thằng nhóc đó có vấn đề gì hay không? Nói. Nếu bây giờ em bước ra khỏi đây thì đừng bao giờ quay lại đây nữa. Và chuyện đi du học của thằng em trai em chấm dứt. Lúc trưa anh Hùng và ba mẹ của anh có xuống nhà, anh có nói chị bay qua xin để họp khẩn. Mọi việc đều suôn sẻ, chỉ là chị vắng mặt. Ngày đính hôn cũng đã định xong, còn một tuần nữa là tới. Nếu chị bận thì ở nhà để em và ba má lo hết cho. Chuyện này không phải do em quyết định. Em thử nghĩ xem, nếu mà em hủy hôn với anh thì tương lai của thằng út nhà em nó sẽ như thế nào? Nếu bây giờ em bước ra khỏi đây
thì đừng bao giờ quay lại đây nữa. Và chuyện đi du học của thằng em trai em chấm dứt. Cậu không hiểu chuyện thì đừng có phán xét. Chính vì yêu tôi cho nên anh ấy mới ích kỷ, không muốn chia sẻ tôi với công việc, đúng không? Tôi nghĩ mình là một người đang rất hạnh phúc chứ. Chịu đựng thì sao? Tôi không biết thương bản thân mình thì sao? Anh hài lòng chưa? Tiền của em đấy, bữa nay em đánh lên tay lắm đó. Thôi, vô thay đồ về nghỉ ngơi đi. Em chỉ biết nghĩ tới lợi ích của mình thôi hả? Em muốn gì lấy ảnh, chỉ đổi lại cái tấm vé vô học cho em thôi sao? Còn hạnh phúc của chị thì sao? Nữa đây.
Nhào vô ôm hay là đứng sẵn? Hay là ôm sẵn?